Không không. Ôi. Để quay lại kêu nó mắc lại. Số đáng. Dễ gì nghe. Để vậy đáng chỉ à. Vậy vô. Sát vô đó. Ủa, đi lên hả? Trải nghiệm đi, trải nghiệm leo leo, leo cần đi đi hú quay phim nào hú. Trên té chết mẹ. Rồi cái này nè. Đó 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 đúng rồi. Nhà cái đám đồ muốn đụng con rớt đất nha, đụng rớt cái rồi cắt hai ba cái rớt mùng mẹ. Đâu phải rớt chứ, bởi vì cái nó rớt nhiều khi nó rớt chứ. Ăn mùng cá. Cá đâu? Rớt. Có mùng không dòng có cá. Tài xế là quay không có cho rớt đất nha. Múc không có cho rớt đất. Đâu đổ không cho ra đất. Nằm ở trong đó hoài. Cái cô nãy kêu múc đó. Đằng đầu cầu á. Nó kêu dơi dơi. Tôi dơi dơi quá trời. Bộ bơi gầm gầm nha. Vô viên dưới trời. Bên trong hả? Ủa sao con đi ngoài? Đúng rồi, gần cái cầu người ta sợ lỡ á. Còn cái cổng này cũng cục cục mà không biết đủ không nè. Sao? Cổng cục là đủ không? Đủ là vừa ngắn luôn á. Được rồi. Vừa vừa luôn rồi đó. Rồi đâu thấy gì mà đủ ta? Rồi. Rồi.